Nãy đường đi nó múc hết rồi nha. Đường đi múc sạch rồi. Quá rộng. Này là múc hố ở trong có xu rồi. Hố múc rồi. Sâu phết đấy. Rề không, cần một ngày rề không. Cậy đi mấy cái này họ tán hết. À, nó múc cửa này sao bữa nào? À, trong cái dừa. Nào trong cái dừa này thì nó mới thẳng được trong cái dừa này. Đang múc chứ kìa. Đây, ngày xong rồi mấy. Thank you.